Em xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Việt. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm Quý Mão khốc liệt, Trung Quốc xảy ra hai trận động đất trong ngày gần hồ chứa Tam Hiệp. Năm Quý Mão 2023, Trung Quốc đã hứng chịu liên tiếp nhiều thảm họa, bệnh dịch hoành hành trở lại, lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, nhiệt độ cao nhất và hạn hán ở miền Bắc. Gần đây động đất đã xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi và sáng sớm ngày hôm qua đã xuất hiện hai trận động đất. Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và một trận động đất mạnh 3 độ Richter ở Vũ Sơn, Trùng Khánh. Do Vũ Sơn nằm trong khu vực trung tâm của khu vực hồ chứa Tam Hiệp, khiến mọi người lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Theo mạng xác định địa chấn của Trung Quốc, vào 6 giờ 38 ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter với độ sâu tiêu cự 10 km đã xảy ra ở quận Cổm Giã, Đường Sơn, Hà Bắc tại vị trí 39,78 độ vĩ Bắc, 118,44 độ kinh Đông. Được biết trong 7 năm qua đã có 19 trận động đất mạnh từ 3 độ Richter trở lên trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn và lớn nhất là trận động đất lần này do ở Đường Sơn từng xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ Richter năm 1978 nên trận động đất mạnh 5,1 độ Richter lần này được các cư dân mạng Bắc Kinh rất quan tâm bình luận. Cư dân mạng xung quanh Đường Sơn liên tục chia sẻ Bắc Kinh, Thiên Tân và Tần Hoàng Đảo đều cảm thấy sốc. Một số cư dân mạng nói rằng họ sợ hãi, đèn chùm rung chuyển, giường lắc lư và ban công rõ ràng cũng rung. Cư dân mạng cho biết, cũng vào một sáng sớm tháng 7 trước đây 47 năm, thảm kịch động đất Đường Sơn giết chết ít nhất 600.000 người và vô số người bị thương nặng. Ngoài trận động đất mạnh 5,1 độ Richter ở Đường Sơn, một trận động đất mạnh 3 độ Richter đã xảy ra ở Vũ Sơn, Trùng Khánh vào sáng cùng ngày. Theo xác định của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 3 độ Richter với độ sâu tiêu cự 11 km đã xảy ra ở Vũ Sơn, Trùng Khánh, tâm chấn ở vị trí 30,93 độ vĩ Bắc, 110,02 độ kinh Đông vào lúc 2 giờ 30 ngày hôm qua. Tài khoản tài kinh lãnh nhãn chia sẻ trên Twitter, một trận động đất đã xảy ra ở Vũ Sơn, Trùng Khánh là khu vực trung tâm của hồ chứa Tam Hiệp. Trận động đất trước kia xảy ra ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, bên ngoài khu vực hồ chứa Tam Hiệp, nhưng hiện tại là đã di chuyển xuống phía khu hồ chứa Tam Hiệp. Xu hướng này không ổn. Năm nay lũ lụt siêu cấp khắp lưu vực sông, không biết đập Tam Hiệp có thể chịu được bao nhiêu trận động đất. Hiện tại lũ lụt đang hoàn hành ở phía nam và hồ chứa Tam Hiệp đã hoàn được xả lũ. Sông Vương Tử và Giám Lợi, hồ Bắc ở cửa hồ Động Đình đến cửa sông Thượng Hải, tất cả các mực nước đều vượt quá giới hạn cảnh báo. Tình hình lũ lụt ở hồ Bắc đang trong tình trạng khẩn cấp. Hiện 1.081 hồ chứa vượt quá vượt mức cảnh báo. Toàn bộ tỉnh Giang Tây bị lũ lụt bao vây và 14 đê chống lũ ở Bà Dương có lỗ hổng. Tình hình lũ lụt rất nguy hiểm. Đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Theo một dòng tweet khác, tài khoản tài kinh lãnh ngã nói, một trận động đất đã xảy ra ở Busan, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, một trận nhắm vào Tam Hiệp và một trận khác nhắm vào khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, bóng ma của trận động đất Đường Sơn đang ở đâu đây? Năm nay Trung Quốc xuất hiện liên tiếp hết ôn dịch, hồng thủy, nạn châu chấu, động đất, thậm chí còn dữ dội hơn cả 10 nạn của Chúa Trời. Năm Quý Mão thực sự rất khốc liệt, hãy đợi xem còn điều gì xảy ra nữa. Trước đó trong chưa đầy một tuần, trên khắp Trung Quốc đã xảy ra 14 trận động đất. Theo dữ liệu từ mạng địa chấn của Trung Quốc, 14 trận động đất rất nông xảy ra ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Vân Cương, Tây Tạng và các nơi khác. Độ sâu tiêu cự đều dưới 15 km và cường độ gần như đều trên 3 độ Richter, 4 trong số đó từ 4 độ Richter trở lên. Do mưa lớn liên tục, động đất thường xuyên, thảm họa địa chất như sụt lở, đất đá, bùn đá xảy ra. Người dân đã đặt ra mối lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Một số chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo trước đó rằng nguy cơ lớn nhất đối với đập Tam Hiệp là một trận động đất và lở đất ở thượng nguồn. Ngày nay, những thảm họa này đều đã xuất hiện trong thung lũng của thị trấn Tú Thủy, quận Uy Ninh, Quý Châu, cách huyện Cách Dương, Quý Châu khoảng 45 km, nơi xảy ra trận động đất 4,5 độ Richter và mấy ngày trước đó cũng xuất hiện tiếng động lớn trong suốt hơn 10 ngày. Các chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng đó là tiếng chim kêu và tuyên bố rằng không có trận động đất. Một số cư dân mạng cho biết trong vùng Quý Châu có tiếng ông rồng kêu, nhiều người đoán là một trận động đất, các chuyên gia bác bỏ không phải động đất. Kết quả là rồng đất đã từ chối chấp nhận và bị sốc trực tiếp. Kết quả là địa long không phục, trực tiếp rung chấn, lời nói của các chuyên gia có tin được không? Một số cư dân mạng cho rằng nói chung sẽ không có hiện tượng âm thanh lạ trước khi một trận động đất mạnh 9 độ Richter trở xuống. Chỉ có trước một trận động đất rất lớn, do sự di chuyển của các mảng lục địa, các lớp đá bị ép nhau và khoảng trống trong lòng đất không thể chịu được áp lực cao, thì mới có hiện tượng âm thanh lạ. Đầu tiên, sẽ có một trận động đất nhỏ tại nơi phát ra âm thanh và sau đó ngày những ngọn núi tách ra và sụp đổ không còn xa nữa. Hiện tại, tình hình dịch bệnh của Trung Quốc vẫn đang lan rộng. Thảm họa cũng đang xảy ra ở nhiều nơi. Đầu tháng này, nhiều nơi ở phía Bắc đã bị mưa đá tấn công. Đường phố của các thành phố và thị trấn ngay lập tức biến thành sông băng. Một số người biết rằng có quá nhiều oan hồn ở Trung Quốc đại lục. Vào ngày đầu tiên của phiên họp lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh đang vào ban ngày đầu tiên trở nên tối sầm, đèn xe hơi, đèn đường các tòa nhà được phải bật đèn. Sau đó là những trận động đất, mưa lớn, tuyết lớn, bão bụi, kiến bay và những dị tượng khác xuất hiện trên khắp Trung Quốc. Một số người thốt lên rằng ông trời tức giận, con người oán trách. Năm Quý Mão 2023 là một năm toàn cầu không đều bình an, bệnh dịch vẫn đang hoành hành lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Bắc, châu chấu, mưa đá và các thảm họa khác ở Quế Lâm, Vân Nam và các tỉnh phía thảm họa được dự đoán trong cổ thư Trung Quốc dường như đều thất
loạt cùng tới, mực nước hồ Bà Dương rút xuống dưới 7m, lưu vực sông Trường Giang khô hạn liên tục. Cuối tháng 2 vừa qua, mực nước hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc lại hạ xuống dưới 7m. Đây là lần đầu thứ tư kể từ tháng 9 năm 2022. Từ tháng 10 năm ngoài đến nay, lưu vực sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc, liên tục xảy ra hạn hán trong mùa hạ thu đông. Trên các chi lưu của sông Trường Giang chảy vào các hồ, một số đoạn đã khô cằn hơn 200 ngày. Mực nước hồ Bà Dương lại bị hạ xuống dưới 7m. Hôm vừa qua, Trung tâm giám sát thủy văn tỉnh Giang Tây đã thông báo cho biết, theo giám sát, mực nước tại trạm tỉnh hồ Bà Dương trong ngày hôm kia là 6,99m, tới 15 giờ ngày hôm nay, mực nước tiếp tục giảm xuống 6,82m, cho thấy xu hướng giảm liên tục. Từ cuối tháng trước, do liên tục thiếu mưa nên mực nước hồ Bà Dương không ngừng giảm. Đến ngày hôm nay của 72 năm về trước, mực nước tại trạm Tinh Tử đã phá kỷ lục mức thấp nhất là 7,11m, được ghi nhận vào năm 1951. Tới ngày 9 tháng 10, mực nước hồ hạ xuống dưới 7m. Ghi nhận mới đây, mực nước cực kỳ khô là 6,46m, trở thành mức thấp nhất trong lịch sử. Theo thống kê, trạm Tinh Tử đã ghi nhận tổng cộng 83 ngày hồ Bà Dương có mực nước hạ xuống dưới 7,11m. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong tháng này lượng mưa ở tỉnh Giang Tây vẫn sẽ rất ít và trạm Tinh Tử của hồ Bà Dương sẽ tiếp tục duy trì mực nước cực kỳ khô hạn. Hồ Bà Dương hiện là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây và bờ nam sông Trường Giang. Hồ Bà Dương nhận nước từ năm con sông là Cám Giang, Phụ Hà, Tín Giang, Nhiêu Hà và Tu Hà, chảy về hướng bắc vào hồ rồi đổ ra sông Trường Giang. Hồ Động Đình đang ở mức nước khô hạn. Ngày hôm qua, dữ liệu do Sở Thủy lợi tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, mực nước đo được tại trạm thành Lăng Ki của Hồ Động Đình là 19,13m, thấp hơn 2,12m so với mức trung bình cùng kỳ trong nhiều năm. Đây là hồ điều hòa của sông Trường Giang. Về tổng thể, nó là một trong bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mực nước Hồ Động Đình luôn ở ngưỡng khô hạn. Dữ liệu đo được ở trạm thành Lăng Ki luôn duy trì ở mức khoảng 19,2m và đã kéo dài hơn 2 tháng. Sau khi mùa mưa ở Trung Quốc kết thúc, nhiệt độ cao và thiếu mưa liên tục đã khiến lượng nước đổ vào Hồ Động Đình giảm nghiêm trọng. Mực nước thấp nhất ghi nhận ở trạm thành Lăng Ki là 19,12m. Dự đoán trong tháng 3/2023, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam nhìn chung vẫn tương đối thấp. Lượng mưa ở khu vực Hồ Động Đình sẽ ít hơn khoảng 20%. Tỉnh Quý Châu chỉ có một trận động đất mưa lớn trong 7 tháng qua. Tờ tin tức kinh tế hàng ngày MBD của Trung Quốc đưa tin, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy đoạn sông Ô Giang chảy qua thành phố Tuân Nghĩa đã ngừng chảy và lòng sông khô cạn. Đây là con sông lớn nhất ở tỉnh Quý Châu. Một video khác tiết lộ rằng nhiều ngôi làng ở huyện tự trị dân tộc Thổ Gia Duyên Hà, tỉnh Quý Châu đã thiếu nước trong nửa năm qua và chỉ có thể dùng nước được chuyển tới bằng xe cứu hỏa. Theo dữ liệu do ông Diêm Tiểu Đông Yan Xiao Đông, giám đốc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cung cấp, kể từ tháng 8/2022 đến nay, lượng mưa trung bình ở Quý Châu đã giảm dần 57% so với cùng kỳ các năm bình thường. Đây là lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1961. Hạn hán kéo dài suốt 3 mùa hạ thu đông vừa qua đã trở thành trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử ở Quý Châu. Nó nghiêm trọng hơn cả đợt đại hạn hán hồi năm 2009-2010. Kỹ sư Vương Nhật Đồng của Bộ phận Dự đoán Khí hậu thuộc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cho biết, kể từ tháng 17/2022 đến nay, lượng mưa trung bình ở Quý Châu đã giảm 47,7% so với cùng kỳ các năm bình thường. Theo thống kê, toàn tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn mang tính khu vực. Tình hình hạn hán nghiêm trọng hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông và phía nam của tỉnh. Mực nước của một số hồ chứa xung quanh thủ phủ Quý Dương đã giảm đáng kể. Vào ngày hôm qua, cơ quan khí tượng Quý Châu theo dõi tình trạng hạn hán và lũ lụt ở các trạm giám sát cho thấy toàn tỉnh có 19 trạm hạn hán nghiêm trọng, 28 trạm hạn hán nặng, 24 trạm hạn hán vừa và 10 trạm hạn hán nhẹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!